Nãy giờ không có đọc chủ đề Đây tại thì vì chào ba vị khách mời, chào tất cả các anh chị em đang theo dõi diễn đàn nhé. Nãy giờ cứ mãi nói chuyện riêng cũng chưa chào đến mọi người. chào Thu Hiền Dạ, nha. mới 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 nói mới biết cái chủ đề, Em chào tại chị vì Thu Hiền. Tấn Phát em Chào Bùi Thu Tùng gửi cái gửi qua Messenger cái là vô luôn, vô thẳng luôn không đọc được. Rồi chào các chị em nha. Vì cái chủ đề thì mình xin chia sẻ như vậy. Hôm nay mình có đọc được một cái bài báo nói là cái việc mà người dân thành phố Hồ Chí Minh ra đường á càng ngày càng nhiều. Thật sự đây là một cái thì đương nhiên họ ra đường vì nhiều lý do. Nhưng mà thật sự mình nói nếu mà mình là cái người mà có trách nhiệm với cộng đồng thì cái lý do cá nhân nó không thể cao hơn cái không thể cao hơn cái gọi là cái tập thể được. Lại cô Cả tập cái thành thể. phố, cả cái thành phố này chúng ta đang gồng mình chống dịch 3 tháng nay rồi, nhưng mà chúng ta viện cái lý do cá nhân để chúng ta ra đường thì thật sự chúng ta là người ích kỷ quá. Thật sự mà nói ích kỷ, mà ích kỷ cho dù đó là cái lý do gì, có thể nó là chúng ta đi làm hay đi kiếm gì ta, kiếm sống đúng không? Không có ra đường, không kiếm sống thì chết đói. Đó là cái một trong những cái lý do để mà bao biện cho cái việc đi ra đường. Nhưng mà thật sự ở Sài Gòn này, ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, nó dịch nó diễn ra gần 3 tháng rồi đó, và cũng chưa có ai chết đói vì ở nhà hết, chưa có ai chết đói vì ở nhà hết. Cho nên mình đem cái tôi cá nhân, đem cái công việc của cá nhân mình ra để mình bất chấp như vậy thì sự nói là cái trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với cộng đồng nó quá kém. Thật sự mà nói dù lý do gì đi chăng nữa, trừ khi chúng ta ra đường mà chúng ta đi chợ mua đồ ăn cho cả gia đình thì cái đó không nói, tại vì lâu lâu chúng ta mới đi 4 ngày mới đi một lần theo cái lịch tổ trưởng họ gửi là cứ 4 ngày đi một lần, và đi 4 lần thì thay cái tờ giấy khác, đi đúng ngày và đi gần chứ không có đi xa. Người lên mạng nói là tôi không thích mua điện máy xanh xong ghi đi chỗ khác, cái đó là cái mà người ta đang đang cách ly mà không lẽ ở quận nhất chạy qua quận tư mua đồ ăn, cái chuyện nó phi lý. Cho nên ở đâu người ta sẽ sắp xếp cho chúng ta đi cái chỗ siêu thị hay là Bách Hóa Xanh gần đó gần nhất để chúng ta hạn chế đi ra đường, chứ đâu phải chúng ta muốn đòi mua chỗ nào là mua chỗ đó là được chỗ đó đâu. Nên là cái việc ra đường dù gì dù như thế nào thì nó cũng thể hiện cái ý thức của chúng ta chưa cao, và cái điều này nó làm cho cái nỗ lực mà phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua giống như là nó không đạt được như kỳ vọng. Bao nhiêu không hiệu quả, đúng rồi. cái nỗ lực bao nhiêu cái nỗ lực của chúng ta đổ ra mấy tháng nay, cuối cùng tôi thấy là cái mục đích chúng ta đặt ra để mà kiềm chế cái dịch bệnh này nó chưa đạt được cái như cái kỳ vọng của chính phủ cũng như là của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Bao nhiêu cái con người Mà như ở thành phố em hình như là cho đi á anh Nam Phong. Em chưa hiểu rõ cái vấn đề lắm, mà nghe nói là không. kiểm soát về giấy tờ là cũng tương đối luôn chứ không phải là kiểm soát chặt chẽ nữa. Mà em không hiểu ở quận nào luôn. Không không Không, cái đó không thấy có thông tin nào cho đi đâu, không có cho đi đâu, nhưng cái mà đó người em ta ra sẽ lát đường vì lát em có cái số liệu em sẽ đọc lại cho mấy anh biết cái giờ cái tình hình phân bố dịch dịch dật như thế nào. Tại hiện nay anh em có Tuấn đọc cái Phát. tờ báo bên báo mới á, là nó phân Chào bố Tuấn các Nghiêm quận nha. huyện số Chào lượng anh ca Tuấn mới tại các quận huyện là mình sẽ có ý kiến. Dạ em chào anh Trung Phát. Hải. Bây giờ nó Rồi. chào anh Chào Trung các Hải. em diễn đàn, chào các bạn đang xem coi nhé. Bây giờ nó tôi nghĩ là cái việc kiểm soát nó khó hơn cách đây và khoảng 1 tuần á. Bây giờ những trước đây chúng ta có những cái ca dương tính chúng ta vẫn bị mắc, nhưng mà nó nằm trong cái khu gọi là cách ly. Bây giờ ở trong cộng đồng nó lại
dương tính nhiều, ngang ngửa, thậm chí nó còn nhỉnh hơn là ở trong cách ly nữa. Thì cái việc kiểm soát nó vô cùng khó. Có một cái tờ báo là họ đăng là một ngày 1 triệu người ra đường. Thì thành phố Hồ Chí Minh này có bao nhiêu, 10 mấy triệu mà chúng ta đi như vậy là một cái tỷ lệ nó quá cao. Và cái việc kiềm chế, cái việc mà ngăn chặn cái Covid này nó quá khó rồi. Chào chị Hương. Và cái thứ hai nữa là chào chị Thu Hương. Cái thứ hai nữa là cái vấn gọi chào là thiếu rồi Thường, 4 chiến sĩ thiếu à, có kèm anh Chu Phan. Cái thứ hai nữa là cái một số người lại gọi là tẩy chay một cách mù quáng cái vaccine của Sinopharm của Trung Quốc. Chúng ta đã phân tích rất là nhiều rồi. Và vaccine bây giờ họ tạo điều kiện tối đa, không cần đăng ký, chỉ cần đem cái chứng minh ra cái chỗ tiêm là chúng ta được tiêm rất là nhanh. Đó, hôm bữa tôi đi tiêm thì cho trong vòng nửa tiếng là đã được tiêm rồi. Nếu mà đông hơn thì cùng lắm 1 tiếng đồng hồ, không thể nào hơn được. Đó, để chúng ta tiêm vì gì? Vì sức khỏe bản thân, vì gia đình, vì cộng đồng, vì xã hội. Chúng ta đừng có ích kỷ một cách mù quáng rồi nghe cái đám xuyên tạc tẩy chay vaccine. Bùi Tùng chia sẻ cái mấy cái vụ ở các quận huyện ở trên đó nghe thử coi, cho anh em nghe, mọi người nghe. Em xin chào lại tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Anh Lan Hoàng hôm nay em có đọc một cái bài báo thì người ta nói là cái số ca F0 á, nó đang gia tăng ở quận 8, quận 3, quận 1, Bình Tân, Tân Phú với Bình Chánh. Trong đó là quận 8 là chiếm 85% tổng số ca mắc, tức là ca F0 á, ở quận 8 là chiếm 85%. Còn ở quận 1 á, F0 nó chiếm 80% tổng số ca mắc của cái quận đó. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa em thấy là cái sự phân bố về dịch nó đã có sự chuyển động các anh chị ạ. Có nghĩa là lúc đầu á, nó đang nằm ở cái khu vực Ốc Môn, quận 12, Gò Vấp. Là ban đầu cái dịch ban đầu, thì bây giờ nó đang có sự di chuyển, dịch chuyển sang ở cái khu vực quận 8, quận 1, hay nói chung là những cái khu vực nội đô á. Và em có một cái thấy thắc mắc là như thế này nè, là tại sao ở khu vực nhà em á, em thấy ở đường chính của nhà em á, thì cái số lượng xe cộ di động rất là ít, nói chung là rất là ít. Nhưng mà em thấy những cái clip ở Phú Nhuận nè, ở quận 1 nè, ở quận 8 nè, thì số lượng xe cộ đi lại rất là đông. Thì em muốn đặt một câu hỏi đây là cái tính hiệu quả của cái chỉ thị 16 ở các quận huyện có tương đồng hay không? Có giống nhau hay không? Tại sao ở Hóc Môn, ở quận 12 rất ít xe cộ vắng, nhưng mà ở Phú Nhuận, ở Tân Bình hay là ở những cái nơi quận 1, quận 8 rất đông, mật độ đi xe rất là đông? Điều đó cần phải xem xét lại là cái chỉ thị 16 này phải được áp dụng cho nó một sự công bằng ở tất cả các quận huyện. Và ở đây em có nghe bác Thủ tướng hồi giờ, những cái ngày gần đây cũng nói là thành phố Hồ Chí Minh đang mắc cái vấn đề đó là chặt ngoài mà lỏng trong. Có nghĩa là những cái khu vực mà từ thành phố đi qua các tỉnh khác ấy, thì chúng ta nói chung là chúng ta cách ly rất là tốt. Nhưng mà giữa các quận huyện với nhau, giữa các làng xã với nhau, giữa các thôn với nhau thì chúng ta đang có một cái vấn đề rất là, em cảm thấy hình như có cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Đó là giữa những cái xã với xã, huyện với huyện, quận với quận, chúng ta làm không có chặt chẽ, có cái gì đó không tốt. Cho nên là bây giờ cái tình hình là kiểm soát dịch cũng rất là khó khăn, em nghĩ là rất là khó khăn. Chứ theo quan điểm của em thì em thấy tình hình dịch ở Hóc Môn, ở Củ Chi hay ở quận 12, những cái khu vực ngoại thành, em cảm thấy hình như có vẻ nó yên ắng hơn, nó nhẹ nhàng, nó yên ắng, ổn định hơn so với khu vực ở trung tâm thành phố. Và cái chuyện em cũng nói luôn là có rất nhiều các bài báo cũng nói về cái vấn đề bài vaccine. Mà các anh chị có biết như này không? Đó là có một người thân của em lại bảo một câu như thế này nè. Cái dân ở Hóc Môn sao mà, cái dân Hóc Môn nghèo quá hay sao mà lại đi chích Sinopharm? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hiện tượng bài vaccine này em thấy hình như nó xảy ra rất là nhiều ở khu vực mà ở trên nội đô á, những cái quận mà trung tâm á, rất là nhiều. Còn người dân ở đây á, những cái người mà ở khu vực nông thôn đồ, hầu như người ta ít có bài vaccine lắm mấy anh chị. Hầu như là ở khu vực ở ngoài đây em thấy là họ chích đồng loạt, đua nhau đi chích ngày giờ. Còn chỉ có những cái người ở trong khu vực nội đô là vẫn còn cái hiện trạng là chê ổng chê eo. Bây giờ là không có chịu chích, Trung Quốc đòi là phải chích cái vaccine Pfizer hoặc là đòi AstraZeneca. Mà các anh chị cũng biết là bây giờ tình hình phân bổ vaccine của Việt Nam chúng ta, tuy là chúng ta cũng có rất nhiều cái nhà phân phối, nhưng chúng ta không có thể nào mà có làm được liền. Ví dụ như đợt này chúng ta có thì khoảng 1 tuần, 2 tuần sau, 3 tuần sau, thậm chí 1 tháng sau ta mới có cái đợt thứ 2. Đó,
đợt thứ hai vaccine là phải thời gian nó phải dài như vậy. Mà nếu như trong cái tình trạng mà chúng ta không chịu tiêm vaccine đó, thì em nghĩ tình hình đó rất là khó khăn. Tại vì 2-3 ngày ta phải đi chợ, 2-3 ngày sau ta phải đi chợ rồi, mà người chúng ta không tiêm vaccine, chúng ta lại chống vaccine như thế này, thì thực sự mà nói là cái việc chống dịch em cảm thấy là cực kỳ khó khăn. Có một số anh chị người ta nói là vaccine về rồi, nhưng mà em có giải thích với họ như thế này nè, là vaccine á, họ khi mà về trên sân bay á, thì á, là phải qua các cái công đoạn để người ta phân lô nữa, phân từng quận huyện ra là quận này là hưởng được bao nhiêu vaccine, quận kia là có bao nhiêu vaccine, người ta còn phải sắp xếp nữa, thì cái thời gian sắp xếp đó nó cũng mất một khoảng 2-3 tuần là nhanh, còn không là phải hơn một tháng. Vậy thì nếu như mình không chịu chích, có nghĩa là mình đã bỏ lỡ cái thời gian đó tới tận 2-3 tuần, thậm chí một tháng, thì bất cứ một điều gì cũng có thể xảy ra, mà em đã nói rất nhiều lần về vấn đề này. Mà ở đây vẫn còn một số người có suy nghĩ là thôi đợi đi, đợi thêm 2-3 tuần nữa hay đợi thêm tháng nữa rồi chích. Em thấy cái điều này cực kỳ là nguy hiểm, cái tính cấp thiết của bệnh dịch nó như vậy, mà chúng ta không có tiêm ngừa liền mà chúng ta chờ đợi như thế này, em thấy cực kỳ là lo lắng. Thì em chỉ lo lắng ở chỗ là cái sự phân bổ chống dịch của thành phố, em cảm thấy nó không có ổn định, với là cái tình trạng là người dân chậm tiêm vaccine thôi anh. Rồi cái vấn đề này thì về cái chủ đề của anh Lan Hoàng thì em muốn chia sẻ cái này. Về cái thứ nhất là cái khía cạnh là anh Lan Hoàng đặt ra cái câu hỏi là tại sao các cái đợt trước chúng ta là chống dịch rất là tốt, và mặc dù là chưa có vaccine. Và vấn đề thứ hai là cái vaccine nào là tốt nhất. Thì vấn đề đầu thì bắt đầu em có hai cái lý do là như thế này. Cái thứ nhất á, là nhưng mà không quan trọng bằng lý do thứ hai. Thì cái thứ nhất là lúc đó cái mà chủng mà virus á, là nó chưa có nguy hiểm, là một người khả năng lây được cho khoảng cỡ 3 đến 4 người. Nhưng mà hiện nay cái chủng mới nó biến thể rồi á, chủng Delta này á, thì một người có thể lây cho tới 9 tới 10 người. Đó, nó gấp hà bao nhiêu lần đó so với cái chủng trước là một yếu tố. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố quan trọng nhất theo em suy nghĩ á, là cái việc quyết liệt của đảng và nhà nước chúng ta, là chính quyền địa phương các cấp chúng ta rất là quyết liệt, là ngay từ đầu và đã xây dựng các cái phương án để nhằm chống đối lại cái dịch, mà bằng cái câu nói theo em nghĩ là bất hủ, là chống dịch như chống giặc, thì chúng ta đạt được cái thành tựu đó. Thì nếu mà nói như vậy thì lật lại cái vấn đề là tại sao bây giờ dịch lại bùng phát và lượng người nhiễm rất là nhiều như vậy, thì ở đây cái yếu tố khách quan của nó là cái biến chủng Delta. Về cái tính chất độc tố của nó cũng như cái khả năng lây lan á, nó vượt ngoài mọi cái ý liệu của tất cả các nhà khoa học và cũng như các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới luôn. Đấy, lúc trước cái biến chủng mà một người mà lây cho 4 người đã làm chấn động toàn thế giới rồi, chứ không phải là tới bây giờ là một người lây tới 9-10 người. Cho nên cái việc đó là phải chấp nhận, và toàn thế giới người ta cũng như vậy, chứ không phải chỉ riêng là Việt Nam mình. Đấy, những cái thành phần mà dân chủ cuội cũng như những cái thành phần mà chống cộng cực đoan á, thường đặt cái câu hỏi đã ra cho em á, bây giờ còn hoanh hoang này kia hay không, để em vẫn khẳng định là Việt Nam của chúng ta chống dịch vẫn đang rất tốt. Đó, chúng ta khi nói chúng ta phải nhìn nhận ra những cái nước khác là tại sao. Thì đó là về cái vấn đề là tại sao là trước kia thì tốt mà bây giờ thì lượng người nhiễm nhiều. Thì đó là cái ý của em là như vậy. Về cái khía cạnh mà vaccine nào tốt nhất thì em cũng luôn khẳng định luôn rằng là cái vaccine nào chích sớm nhất thì đó là vaccine tốt nhất. Đó, tại vì sao? Tại vì á, khi chúng ta được chích vaccine vào trong người thì mất thời gian khoảng 3 tới 4 tuần thì trong cơ thể chúng ta mới bắt đầu là sinh ra kháng thể, với chúng ta mới chích mũi thứ hai. Đấy, để cho bảo đảm là sinh ra kháng thể nhiều hơn, mạnh hơn. Thì khi chúng ta được chích ngày hôm nay thì không thể nào là vừa chích xong vaccine vào cái là trong người chúng ta sinh ra kháng thể ngay, mà nó phải có thời gian. Nhưng mà ví dụ như hôm nay chích nhưng mà ngày mai em nhiễm bệnh vô thì cái mũi vaccine nó sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu mà em chích một tháng sau em nhiễm thì cái mũi vaccine nó cực kỳ có tác dụng, nó làm cho em khỏe mạnh, trong người của em có kháng thể rồi, thì nó chống chịu lại với dịch bệnh và không có chuyển biến ở cái tình trạng nó nặng và dẫn đến tử vong. Đấy, đó là cái tốt,
đó là cái tốt nhất. Cho Tân cho anh 30 giây để trả lời Vũ Trụ Bo La này. Cái vấn đề là tiêm vaccine á, nó không phải là để chữa bệnh, cho nên là người khỏe thì càng phải tiêm để phòng bệnh. Ở đây người khỏe mới cần phải tiêm, chứ người bệnh rồi thì chưa chắc đã cần phải tiêm nữa. Vì khi người ta bị bệnh mà khỏi á, thì là người ta đã sinh ra cái kháng thể chống lại con virus rồi. Vũ Trụ Bo La có hiểu không? Người bị bệnh Covid ấy, khi mà được chữa khỏi ấy, thì tự bản thân người ta đã có cái huyết thanh chống virus rồi. Cho nên là người khỏe thì phải tiêm. Đừng có suy nghĩ như thế này, thì đó là một cái suy nghĩ là hơi bị sai lầm, đúng không? Người đó khỏe mới phải tiêm để phòng bệnh, vì cái vaccine này nó phòng bệnh, nó không phải là chữa bệnh. Cái này là bảo sai á, bảo sai rồi. Không được tiêm. Những người mà đang nhiễm virus á là không bao giờ ai tiêm vaccine vào cho những người đang bị bệnh. Đó, cho nên là đừng suy nghĩ như này, nó là đi sai cái lệch lạc về cái việc tiêm vaccine. Vaccine là tiêm cho người khỏe chứ không tiêm cho người bệnh. Mà người đã bị không cần tiêm được, vì ở người bệnh người ta đã trải qua cái việc đó là có cái kháng thể sản sinh ra, kháng thể chống virus, người ta mới vượt qua được rồi. Còn nếu mà ta không sinh ra thì là người ta vào hòm rồi. Đấy. Đó, thì nói rõ luôn á là cái vaccine này vào á, làm cho cái hồng cầu bạch cầu của chúng ta đó là tạo ra một cái kháng thể gọi nôm na đó là một đội quân để sẵn sàng ứng phó với cái dạng giống như là cái vaccine đó xâm nhập vào cơ thể. Nói ngắn cho Vũ Trụ Bo La hiểu là nếu mà người bệnh đã bị bệnh virus thì không cần phải tiêm, là vì tự nó có cái huyết thanh nó chống lại cái vaccine, cái virus rồi. Nếu mà không chống là vào hòm rồi, nói thế thôi. Còn đâu Thân chia sẻ tiếp về cái ý của Thân, nó đang liền mạch mà bị cắt ngang. Nhưng sợ những cái suy nghĩ như này mà mọi người lại cho là đúng thì mình cũng thấy nó hơi lật ngạt về cái việc tiêm vaccine. Thì sẵn đây thì em nói vậy, cái đó là bảo là nó nghĩ là sai cái hướng rồi đó. Tại vì vaccine này khẳng định đó không phải là thuốc. Vaccine chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là tạo cho con người khi được tiêm sinh ra kháng thể đó để chống chịu với cái loại bệnh đó. Nó chỉ như vậy thôi, chứ vaccine này không phải là thuốc chữa bệnh, và không phải là khi nào bị bệnh thì mới chích vaccine. Đó, vaccine để ngừa đó, sinh ra kháng thể để ngừa thôi. Rồi tiếp mời mấy anh em chia sẻ đi. Cái vấn đề của em hồi nãy thì cũng đơn giản như vậy thôi, về cái vaccine là tốt nhất là được tiêm sớm nhất là cái là tốt nhất thôi. Mình xin chia sẻ cái vấn đề mà bạn mới comment chút xíu nè, để mọi người hiểu luôn. Vaccine có nghĩa là chúng ta làm nó suy yếu. Đó, ví dụ như vaccine COVID này thì chúng ta làm cho cái con COVID nó suy yếu, nó không có khả năng gây bệnh cho con người. Cái vaccine chính là cái con COVID mà nó đã bị suy yếu rồi. Đó, khi mà chúng ta chích cái con COVID vô trong người thì nó suy yếu, nó không khả năng gây bệnh cho người. Nhưng mà cơ thể chúng ta mà khi có một cái loại vaccine lạ vô thì chúng ta tự sinh ra một cái kháng thể để mà phòng chống nó và nhận biết được nó. Đó, mục đích vaccine là như vậy. Tất cả các loại vaccine đều vậy. Ho lao, bạch hầu, ho gà thì không, cái này Nam Phong ạ. Nam Phong ạ, có hai dạng giới vaccine nhé. Một loại vaccine là dùng tế bào đấy, tức là như Nam Phong nói. Còn một loại vaccine khác là không dùng cái công thức đấy đâu. Nó có hai cái hướng chế tạo vaccine nhé. Đấy, không phải là công nghệ rồi. Không, có hai, thường là có hai công nghệ chủ đạo. Một công nghệ là dùng cái mô vaccine trong tiêm vào để làm những cái con vaccine giả đấy, để cho bản thân ta là sinh ra cái kháng thể. Còn một loại khác là nó không thuộc cái dạng như thế, chứ không phải là chỉ có cái quy chuẩn là như Nam Phong nói. Nó có hai loại đại loại này. Mình quên mất cái tên của hai cái dạng này rồi. Cái loại mới á anh, cái công nghệ mới người ta gọi đó là công nghệ chiết xuất mRNA á, tức là nó lấy từ cái ADN, gọi là ADN của cái gen của con virus á, nó để nó họ bào chế đó. Cái công nghệ mRNA đó em nghe nói là công nghệ của thường là các nước tư bản nó hay xài, còn Trung Quốc là nó xài cái công nghệ bình thường thôi. Không thể mà bao nhiêu năm nay điều chế vaccine thì Trung Quốc nó vẫn làm vậy đó anh. Còn Mỹ là nó dùng mRNA, em nhớ như vậy á. Chung thì nó sẽ có nhiều cái cách điều chế, nhưng mà cái nào nó cứ hiệu quả là được.
và rồi, tại quả như thế nào là WHO rồi, sinh ra khác thế là... ngắn cho nó WHO họ đã đồng ý đúng không, họ đã phê duyệt cái vaccine của Trung Quốc này, họ đã lấy cả tỷ dân của họ ra thử nghiệm rồi, cho nên là nó cái hiệu quả nó có rõ ràng, chứ không phải họ sản xuất dành riêng cho Việt Nam. Thì chúng ta có thể là đặt cái câu hỏi hay là có cái sự nghi ngờ trong đầu đúng không? Hay chỉ làm chuyên biệt xuất khẩu thì nó lại là một cái việc khác. Nhưng đây là cái vaccine này họ đã sử dụng cho cả tỷ dân của họ rồi. Họ tiêm gần hết 70% dân số rồi, là hết cả tỷ dân. Sẵn đây em cũng nói luôn nè anh Lan Hoàng, là cái vé hồi nãy thì bạn bảo có còn vậy thì anh em mình cũng giải thích rồi. Mà cái một điểm hiểu lầm thứ hai nữa là có người suy nghĩ là chích vaccine rồi thì sẽ không nhiễm Covid nữa. Và ở đây sẵn là em cũng khẳng định luôn, chích vaccine rồi vẫn có thể bị nhiễm virus là cái chuyện bình thường. Và tất cả các loại vaccine trên thế giới đều như vậy, chứ không phải là mỗi mình riêng là vaccine của Trung Quốc đó. Nhưng mà ở đây khi chúng ta chích vaccine và cơ thể sinh ra kháng thể thì sẽ không làm cho cái bệnh nó chuyển biến nặng và dẫn đến tử vong. Cái xác suất tử vong nó thấp, giảm tối thiểu nhất có thể. Đó là như vậy. Còn nếu chúng ta không chích vaccine, là 10 người không chích và 10 người chích, thì 10 người đó bên mà chích á thì tử vong một người, nhưng mà ở bên 10 người không chích có thể tử vong đến 5-6 người hoặc nhiều hơn nữa cũng không thể nói được. Đó là người không chích, nó chỉ khác nhau như vậy thôi, chứ còn lại kêu mà chích rồi không nhiễm lại nữa là một cái suy nghĩ sai lầm. Đó, nó như vậy. Em cũng có một cái thắc mắc là dạo này á, em coi trên các cái trang mạng mấy anh chị, mấy cái trang mạng của các bác sĩ, các cái văn phòng bác sĩ tư á, là người ta bàn về các loại vaccine á, người ta sẽ đưa ra một cái sơ đồ, trong đó có ghi là tên gọi của các vaccine, xuất xứ của các vaccine, cơ chế hoạt động, tỷ lệ thành công bao nhiêu. Nhưng em đang đặt câu hỏi tại sao có rất nhiều cái trang mạng lại không để vaccine Trung Quốc, tức là họ chỉ giới thiệu Pfizer, họ chỉ giới thiệu Moderna, họ chỉ giới thiệu cái AstraZeneca mà họ lại không giới thiệu vaccine Trung Quốc. Vậy ý niệm là cái gì? Tức là cái thông tin từ những cái trang mạng đó làm cho người xem á, người xem các cái trang đó người ta cứ sẽ nghĩ rằng vaccine Trung Quốc chắc chắn chất lượng thấp nè, bởi vậy đâu có ai ghi đâu. Đâu có ai ghi đâu, bởi vậy em thấy có cái gì đó truyền thông nó không ổn, nhất là những cái trang web mà của những cái bác sĩ tư nhân á. Chứ em thấy là của WHO á, nó có một cái danh sách các vaccine thì WHO viết đầy đủ luôn. Tên gọi, xuất xứ, tỷ lệ thành công hay là cái gì đó, sử dụng lại trong bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, là nó viết rất đầy đủ. Nhưng mà không biết tại sao về Việt Nam là có một số anh cũng ghi là bác sĩ này rồi bác sĩ kia, rồi cũng ghi là tôi là học trường này, học trường kia, tôi có những cái bản kê khai về các loại vaccine mà cuối cùng là không thấy ghi là vaccine Trung Quốc. Mà đơn giản thôi, vừa đồng ghi mấy cái vaccine kia không. Mà em xuống mấy cái comment đó mấy anh, em xuống mấy comment thì người ta có rất nhiều thành phần là sọc que vô, nó comment nói vậy nè, thấy chưa, có thấy người viết có ghi vaccine Trung Quốc đâu, thấy không, đừng có chết nè, trên đây đâu có ghi đâu. Bởi vì em nói là những cái thông tin mà cái kiểu mà những cái trang mạng bác sĩ như vậy, không biết đúng hay không nhưng mà rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cái đó đơn giản thôi, chứ giờ Bùi Tùng tiếp để cho thôi. Một á, vaccine của Cuba, hai á, là vaccine của Nga, ba là vaccine của Trung Quốc. Cuba với Trung Quốc á, là nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, và Nga mặc dù là tư bản nhưng mà cái xu hướng cách làm em đoán vậy. Nga thì mặc dù là nước tư bản nhưng mà cái xu hướng cái con đường của Nga là thân với xã hội chủ nghĩa hơn là đi theo cái bọn mà chủ nghĩa đế quốc tư bản là thực dân đấy. Cho nên là những cái loại vaccine ba của ba cái quốc gia nó có được ca ngợi không? Mà thực tế khi chúng ta tìm hiểu báo chí chính thống và các cái báo chí nước ngoài họ công tâm á, thì cái tỷ lệ mà cái xác suất sinh ra kháng thể và cũng như là kháng các cái biến chủng như Delta chẳng hạn của Cuba, tỷ lệ nó cao như thế nào? Nhưng mà chúng ta nếu mà không có tìm hiểu thì cơ bản là trên Facebook chúng ta sẽ không bao giờ được tiếp cận với những cái thông tin như vậy, đúng không? Cho nên là cái việc mà cái truyền thông á, là nó rất là nguy hiểm, nó thiên lệch, nó thiên vị cho cái thành phần nào, trong khi á những cái mà chúng ta cần phải được công bằng tiếp nhận thì không có, bị chúng nó che lấp. Thì cái đơn giản thêm một vấn đề nữa là cái lợi nhuận mà tổ chức thế giới, trên thế giới người ta thống kê cái lợi nhuận từ việc bán vaccine á, nó tập trung về các công ty Anh, công ty Mỹ hết.
Vậy thì chúng ta nghiệm ra được cái điều gì? Cuối cùng tiền, cái điều quan trọng nhất là tiền thì nó về tay của ai đó. Và lý do là tại sao có phải là người nghèo, người dân chúng ta là đang bị bưng bít, đang bị nghe thông tin một chiều hay không? Đúng không? Rõ ràng như ban ngày luôn. Nếu mà chúng ta chịu tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn thì chúng ta mới biết được những cái thông tin nó đa dạng như vậy. Còn không á thì chỉ biết là ở của Mỹ là tốt, của anh là tốt nhất rồi, hai anh đó là nhất, còn lại những cái khác là không có đáng tin đâu. Đó, nó rất là nguy hiểm cái thông tin ở chỗ như vậy. Và em cái thực tế chứ. Tôi nói, em thì hy vọng vậy anh. Em hy vọng là kỳ này Bộ Y tế phải làm việc cùng với an ninh mạng để kiểm tra tất cả những cái tài khoản nào, những cái trang mạng nào mà ghi là alo bác sĩ hay là tôi là bác sĩ gì đó vân vân, em không biết, nhưng mà có những cái tài khoản nào mà tự xưng là bác sĩ mà nói về vấn đề vaccine mà đưa thông tin mà không đúng á, đề nghị Bộ Y tế và bên an ninh mạng phải điều tra và phải làm việc cho nó ra ngô ra khoai, chứ không thể nào mà để thông tin như vậy được. Bởi vì em không biết là có thực sự phải là bác sĩ hay không mà đăng ở trên mạng đóng như vậy, đăng mà cái kiểu như vậy là không được, là phải kiểm soát lại. Đơn giản như là cái vụ mà bác sĩ Khoa không phải là nóng về cái việc từ thiện chúng ta hay soi mói thì cái vụ đấy nó trôi qua rất là êm đẹp nhỉ, đúng không? Chính xác anh. Chính chung là nói chung là muốn dắt mũi người khác, đúng không, thì phải làm những cái trang giống như vậy mới dắt mũi được. Chứ giống như anh em mình mà tự nhiên tạo một cái trang cái tên bình thường mà mua mà nói về vaccine này kia thì không ai tin, nhưng mà gắn cái chữ bác sĩ vô đó thì chắc chắn sẽ có nhiều người bị dắt mũi. Mình không có dùng chữ tin nữa mà những cái người đó là bị dắt mũi đó. Mà ai bị dắt mũi thì chắc chắn con người không bị dắt mũi. Mấy con bò chứ, mấy con bò bị dắt mũi.